Nhớ chưa? Nữa. Bảo An đứng dịch ra. Bạn này bây giờ chính thức này, Bảo An một phép này. Em là bông bông non, em lớn lên trong mùa canh vàng. Từng đủ có đẹp trên bông, có đẹp như anh hay lớn. Không mình ơi, học sinh này nó đúng quá này, cứ đẩy vào đây. Là chúng ta diễn liên khúc này, sau đó các bạn thoải mái thời gian để thay trang phục và cầm bông hoa sen để chúng ta bố bài 2. Nào các con bỏ hoa đi, lên cầm hoa sen. Đi xuống dưới các con, đi xuống dưới. Nào các bạn múa 2, các bạn ra cầm vòng khuyên cho cô nào. Nào bạn nào ở bên nào, gần trước nào. Thì sẽ là bạn nào đứng bên này đi tự tách sang bên này luôn chứ không có chỗ nào. Bây giờ rất là vội, em có cái kia ở đây tách luôn, tách luôn. Bây giờ không có quá, nó quá là rất là chiều mai sẽ có. Đi bạn nào đi bên nào luôn. Nhanh lên con ơi, nhanh lên. Ô bạn gì đứng lên nào? Em mở cho chị bài Ai Bác Hồ Chí Minh với. Nào bạn bật ca ra luôn. Đứng sâu vào. Múa 2 các bạn mở rộng ra cho cô. Đứng vào vị trí solo.
không cần phải với đâu nhá. Đợt ca chú ý. Ai lên
tròn luôn. Hết bông cho like. Là vĩnh đường nắng thơm hương lúa. Bình xuyên tới con tiếng bay rộn ràng. Ngẩng mặt lên nào, ngẩng mặt lên nào, lên đẳng nào. Mình đi vào để vậy cuối cùng để chúng ta nghỉ. Nhanh lên. Gần xong rồi. Cố lên nhá. Bay cuối cùng, bay vào tương lai này các bạn ơi. Đội ca đâu? Nhanh lên nào. Chị xin bài bay vào tương lai với. Đẩy to nhạc cho chị với. Các con đứng lên đi.
Nào cô mời tất cả các con lên trên sân khấu này, cô nhắc để chúng ta nghỉ nào, nhanh lên.